Trời thương Phật độ, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, vận trình hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ, đúng tháng năm âm lịch năm Quý Mão 2023. Bây giờ tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Nhâm Tý đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý anh chị, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Nhâm Tý sẽ trải qua một tháng có nhiều biến động, hung khắc ẩn tàng. Nhưng nếu như bản mệnh cứ nghiêm túc, cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến và có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời là rất lớn. Và vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về nội dung chi tiết. Xin mời quý chị cùng theo dõi. Phật trời độ mệnh, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, thấu tỏ thiên cơ, tránh xa vận hạn, đổi đời giàu sang, sung sướng tột độ, đúng tháng năm âm lịch 2023. Quý vị thân mến, người xưa có nói, lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết, thiện ác nếu không báo, trời đất ắt vị tư. Có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ không thiên vị ai, con người chiêu mời phúc hay họa, hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ khởi niệm phút ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu đức năng thắng số trong tử vi học. Sống có đức độ ắt thắng được số phận nghiệt ngã, có người sắp nhận nghiệp giữ quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình, từ xấu thành tốt, thu hái đầy lộc lá về tay, ấy là do đức năng của người đó. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, trong tháng 5 âm lịch tới đây, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, vốn phải chịu nhiều khó khăn trong vận trình. Hung tinh chờ trực, chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này, tuy nhiên nhờ được thần Phật che chở, cùng tấm lòng thiện lương, đã giúp bản mệnh xoay chuyển vận mệnh của mình, giúp tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày, dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, mọi người đều chẳng hiểu vì sao, mà tuổi này có thể vượt qua được tháng 5 âm lịch ngoạn mục đến như vậy. Và để biết được câu trả lời, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Nhâm Tý với những con giáp khác. Theo tử vi tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão, có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2023, tuổi Nhâm Tý âm lịch cho thấy cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu tháng mới đầy sự khởi sắc với con giáp này. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa, ít căng thẳng, công việc được dự báo rất hanh thông. Tháng này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được khả quan, tháng này Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn có nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ, sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Nhâm Tý khá rực rỡ, đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ, tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai. Về tình hình sức khỏe, trong tháng 5 năm 2023 âm lịch, tuổi Nhâm Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh, những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, thuộc mệnh tang đố mộc, giống như bao người thuộc mệnh mộc khác, những người tang đố mộc là những người có tấm lòng, nhân ái, hiền hòa,
lương thiện. Đối với họ, chữ nhân là cái gốc, là nền tảng để tu thân lập nghiệp. Nguyên tắc, phương châm sống này đã trở thành bất di, bất dịch, cố hữu, nhưng tốt đẹp và cao quý vô cùng. So với những mệnh mộc khác thì tang đố mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp giỏi, nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa. Vì thế, họ thường được sự ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Bành Việt nói với Hạng Vũ rằng, tham vọng thì ai cũng có, chỉ khác là có người nói ra, còn có người lại giấu kín nó đi. Dù mềm dẻo uyển chuyển so với họ hàng nhà mộc, nhưng những người tang đố mộc không phải không có khí chất anh hùng, hào kiệt. Người xưa còn dùng điển tích tang bồng để mong con trai mình công danh mây rồng gặp gỡ, thì tất khí chất của tang đố mộc không hề tầm thường, tượng của hành mộc là tượng của sách vở kinh điển, thánh hiền. Giống như sao tứ lục văn xương trong phong thủy, nên tư chất của tam đố mộc thông tuệ hơn người, ham học từ nhỏ, đến tuổi thanh niên có người đã thông kim bát cổ. Tang đố mộc có tinh thần đồng đội, nhiều bạn bè, thích lối làm việc có ekip nhuần nhuyễn, cần đồng minh và hòa đồng, bởi đơn giản không có cây dâu nào đứng đơn độc, hoặc trong một cây dâu cành lá đua chen, quyện hòa thành một khối, đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng và tổ chức cao. Nhược điểm, điểm xấu nhất của mệnh mộc đó là sẽ bị thị phi, bản thân những người tang đố mộc thị phi rất nhiều, dễ phải tranh luận, biện bác, thậm chí cãi vã hoặc bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch, cho người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh, đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Nhâm Tý hoàn toàn có thể mở mày mở mặt và tự hào với những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp trong tháng này. Công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được bản mệnh. Đây là tháng có sự xuất hiện của cục diện tam hợp. Thêm chính quan độ mệnh, tuổi Nhâm Tý cảm nhận rõ vận trình của mình có nhiều sự khởi sắc. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, ngay cả những vấn đề chưa tìm được giải pháp trước đó thì nay cũng tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ đầu óc nhanh nhạy của bạn. Tháng này cũng cho thấy Tý có quý nhân tương trợ, làm gì cũng có người giúp sức gặt hái không ít thành tựu. Bản mệnh cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, vừa giúp ích cho tiến trình công việc chung, lại vừa giúp bản thân ghi điểm trong mắt cấp trên. Chắc chắn với những màn biểu hiện này, bạn cũng đã được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn trước. Thêm nguyệt lệnh lâm thai, tháng này Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Nếu có ý định cầu danh, cầu lợi, bạn có thể tranh thủ tiến hành ngay trong tháng này, kết quả đạt được hứa hẹn rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều cát tinh hỗ trợ, sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ tuy không gây ra hậu quả quá lớn, nhưng bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, kéo theo vô vàn rắc rối về sau. Hung tinh này có thể gây ra họa tiểu nhân, đấu đá, cạnh tranh bẩn, do đó làm gì cũng nên thận trọng tính toán trước sau, đừng quên giữ thái độ dĩ hòa vi quý thắng không kiêu để tránh rước thi phi. Về mặt tài lộc, cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi Nhâm Tý cũng có một tháng vượng tài, vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh, cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn. Dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào thì bạn cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Nhờ quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lối, những chú chuột thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy. Và hầu hết đối phương đều là những người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng mới. Tý cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt, kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cũng không nên liều lĩnh, tốt nhất Tý chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể để hạn chế rủi ro không đáng có. Buôn bán cũng khó tránh cạnh tranh, làm ăn cần giấy trắng mực đen rõ ràng, đề phòng đối phương lật lọng, giấy tờ, sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung, thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại tài chính dư giả, nên Tý muốn làm gì làm nấy, không ai ngăn được. Bạn cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc,
làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Về mặt tình cảm, gia đạo, vận đào hoa của tuổi Nhâm Tý khởi sắc mạnh mẽ trong tháng 5 năm 2023 nhờ tam hợp đứng bóng. Điều này mở ra nhiều cơ hội tốt cho nhân duyên, bản mệnh đi đâu, làm gì cũng được chào đón và quý mến. Không những công việc thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng hứa hẹn vô cùng. Với người độc thân, nhân duyên khác giới tốt lành, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để bạn mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Tháng này, nếu bạn có thể chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý theo đó sẽ nhiều hơn. Các cặp đôi đang yêu khó tránh những lúc cãi vã, giận hờn, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. Dù vậy, hai bạn cũng không nên để tình trạng đó lặp đi lặp lại, kẻo rất khó kiểm soát, đôi khi còn những sự nghi ngờ giữa cả hai, cần thêm vững tin vào đối phương thì tình yêu mới lâu bền. Tháng này, Nguyệt lệnh lâm thai nên cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai, gia đình thêm con thêm của, không khí đầm ấm yên vui cũng sẽ tạo động lực cho bản mệnh cố gắng nhiều hơn. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe trong tháng 5 năm 2023, nhìn chung, tuổi Nhâm Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Người ốm mau chóng một phục hồi sức khỏe, người khỏe mạnh càng thêm cường tráng, yêu đời. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành đi xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong tháng này, kẻo va vấp, ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch cho thấy tuổi Nhâm Tý vui vẻ vì công sức của mình được ghi nhận. Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được nhiều sự chú ý hơn từ những người xung quanh, do đó bạn nên tận dụng thời gian để trình bày những ý tưởng đã ấp ủ bấy lâu. Với người làm đầu tư, kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình, đôi bên chỉ cần thẳng thắn, song phẳng với nhau thì sẽ hợp tác làm ăn, kiếm về tiền tài dư giả. Tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức, đến mức quên ăn, quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi. Trong chuyện tình cảm, thời gian này dễ có giận dỗi vô cớ vì sự bất an hiện hữu trong lòng của tuổi Nhâm Tý, hoặc có thể những hành động của vài thành viên trong gia đình đang dần vượt khỏi sức chịu đựng của con giáp tuổi Nhâm Tý nên bạn rất dễ bốc hỏa. Thời gian này hãy để ý tới điểm yếu này của bản thân, đây chính là lúc bạn nên khéo léo đề cập đến những vấn đề đang xảy ra, tránh trường hợp khi mọi thứ đã đi đến mức không thể kiểm soát. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, nhất là khi chịu ảnh hưởng tiêu cực của ngũ quỷ, do đó, bạn nên lưu ý, không được chủ quan, nếu có bệnh thì nên chạy chữa sớm nhé. Quý nhân, thân, sửu. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số may mắn, 10, 45, 09. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch là vận trình mới, hứa hẹn những tin vui bất ngờ, sự bùng nổ cả ở phương diện tình cảm và sự nghiệp. Nếu vận trình thời gian trước được ví như cơn mưa mùa xuân, tốt đẹp nhưng nhẹ nhàng, thì tuần này là cơn mưa mùa hạ, dữ dội và không kém phần sinh động. Giữa các cặp đôi, dường như không còn tồn tại bất cứ rào cản, khoảng trống nào, tình yêu cứ thế lớn dần lên từ tình bạn, chuyển hóa thành thứ tình cảm mạnh mẽ, vĩnh cửu, không có thế lực nào ngăn cản được. Vận trình công việc khởi sắc vô cùng, làm đâu thắng đó, đầu tư hạng mục nào cũng dễ dàng thu lợi. Dẫu biết rằng, cát tinh hỗ trợ nhiều, nhưng công lớn vẫn nằm ở cách tư duy đầy sáng tạo và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Chủ doanh nghiệp, người kinh doanh buôn bán có một tuần bội thu, hợp đồng ký mỏi tay, xuất hàng ầm ầm vui mừng khó tả. Sau quãng thời gian dài cố gắng, nỗ lực, đã tới lúc bạn nhìn thấy thành quả bày ra trước mắt, chuyện làm ăn cũng phát triển khá suôn sẻ. Khi bạn phát hiện ra thị trường ngách có thể thử sức, bạn không ngại là người dẫn đầu nên cũng thu về khoản lợi nhuận nhiều hơn hẳn người khác. Hãy tiếp tục phát huy khả năng của mình, bạn nhé! Xem ngày tốt xấu theo trực, thời gian này rất tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc, nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế bạn nên sắp xếp công việc cho hợp lý, như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn. Quý nhân, thìn,
Sửu. Tiểu nhân, Mùi, Mão. Màu sắc may mắn, bạc, xám. Con số phát tài, 56, 23, 05. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Theo tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý nghênh đón thiên cát và thiên phúc lâm mệnh, vận trình chuyển biến rực rỡ, vận trình tình cảm hanh thông, phơi phới. Mối quan hệ đôi bên trở nên sinh động, linh hoạt, cả hai sẽ cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Nhiều khả năng hai bạn có chuyến đi xa thú vị, vừa hâm nóng tình cảm lại thúc đẩy việc có con. Thiên cát mang tới tin vui con cái, gia trạch bình ổn, không có điều gì phiền muộn, công việc thuận lợi, nhờ quý nhân xuất hiện. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên hữu hảo, việc tốt có người chia sẻ, việc xấu có người đứng ra giúp đỡ, không lo một thân một mình. Dân văn phòng có cơ hội thăng chức, tăng lương, người kinh doanh, buôn bán, có tài lộc tốt, buôn may, bán đắt. Chính tài nâng đỡ, may mắn là phương diện tài lộc của bản mệnh đang có những bước tiến đáng mừng, con giáp này phát huy được điểm mạnh của mình, khiến đối tác làm ăn ấn tượng, quyết định ký kết hợp đồng về lâu về dài. Đây là thời gian khá bận rộn, nhưng cũng thu được không ít thành quả. Đối với chủ doanh nghiệp, người kinh doanh, buôn bán hay người làm nghề tự do, bạn có thể chủ động hợp tác với người tuổi Thìn hoặc Hợi, họ chính là quý nhân hỗ trợ rất nhiều về mặt tài chính cho bạn. Quý nhân, THA, Thìn. Tiểu nhân, Mão, Ngọ. Màu sắc may mắn, ti, vàng kim. Con số may mắn, 45, 23, 36. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tháng 5 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác tốt, phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội, lần kích tài vượng lộc thu hút may mắn. Vậy người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nên hợp tác với những người tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tý. Trong việc làm ăn, kinh doanh, hai tuổi Tý rất hợp nhau, cùng hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Giữa họ cũng ít xảy ra vấn đề xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh chuột với nhau luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, tuổi này đều thích hợp, trở thành trung tâm của sự chú ý, chuột thông minh, nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Đôi khi tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên, hài hước và không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. 2. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Sửu. Chuột và Trâu là cặp đôi khá hấp dẫn nhau, theo kiểu trái chiều, hút nhau, chuột thông minh, sắc sảo và hài hước, còn Trâu thì nhút nhát và nghiêm túc. Trâu rất thích chơi cùng bạn bè và người thân trong gia đình, đây cũng là một điểm mà chuột rất thích ở Trâu. Tuổi Nhâm Tý có thể làm cho tuổi Sửu nhẹ nhàng, nhút nhát, thấy mình luôn được quan tâm, chăm sóc, hai con giáp cạnh nhau này cũng rất trung thành. Nếu là mối quan hệ tình yêu, người này không để cho người kia có lý do để ghen tuông hay xử sự theo kiểu sở hữu. Còn trong các mối quan hệ khác, chuột sẽ bổ sung vào cuộc sống khá lặng lẽ của Trâu sự tươi mới và dí dỏm. Còn Trâu sẽ giúp chuột ổn định lại cuộc sống khá bừa bộn mà Tý đang sống. Khi Tý và Sửu cùng nhau làm ăn, họ sẽ hỗ trợ thật tốt cho nhau. Trâu sẽ là nhân vật chủ chốt vì rất cần mẫn và chịu khó. Còn chuột sẽ hỗ trợ Trâu bằng cách tận dụng trí thông minh của mình. Chuột đảm nhiệm rất tốt vai trò của người đàm phán hoặc gặp gỡ khách hàng. 3. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Dần. Cả hai cùng thích là trung tâm của vũ trụ, đều duyên dáng và rất cuốn hút trong các tình huống mang tính xã hội. Hai hành tinh này ganh nhau ra mặt, ai cũng muốn mình được mọi người ca tụng, tán dương, đặc biệt là Hổ, người sở hữu sự dũng cảm và mong muốn quyền lực. Khi nói về chuyện làm ăn giữa tuổi Nhâm Tý và tuổi Dần, cả hai cần phân biệt rất rạch ròi xem ai đang là người đứng đầu và vị trí tốt, luôn phải giao cho Hổ, vì con người này thích mình ở luôn vị trí đứng đầu, chuột hơi nhút nhát, sẽ là hậu phương vững chắc cho Hổ ngoài chiến tuyến. Tuổi Nhâm Tý nhanh nhẹn, tháo vát, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và tổ chức thương mại khác. Chuột khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho chuột đều được giải quyết đến nơi đến chốn. 4. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Mão. Chuột và mèo là một cặp khá ăn ý, mèo ít nói nhẹ nhàng và duyên dáng, sẽ nép mình bên chuột hướng ngoại, năng động và thông minh. Nếu là đối tác kinh doanh, chuột và mèo sẽ kết hợp với nhau rất hiệu quả. Nếu có tranh cãi thì luôn luôn bắt đầu từ chuột, rồi mọi chuyện lại ổn thỏa vì mèo rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà chuột tỏ ra không biết điều, chuột hiểu được vai trò quan trọng của mèo trong các mối quan hệ làm ăn.
Tóm lại, ở trong bất kỳ mối quan hệ nào, mèo cũng chịu ảnh hưởng tích cực từ tinh thần lạc quan, sự nhanh trí của chuột, vì đôi khi tuổi mèo hơi bị bi quan một chút. Chỉ cần tuổi Nhâm Tý coi tuổi mèo là mối quan hệ thân thiết, tuổi Nhâm Tý sẽ sẵn lòng tìm mọi cách để tuổi Mão hài lòng và bảo vệ tuổi Mão đến cùng. 5. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Thìn. Chuột và rồng có thể nói là cặp đôi gần như hoàn hảo, dù là bạn, là người yêu hay là thành viên trong một gia đình. Hai hành tinh này đều kết hợp với nhau khá ăn ý và hỗ trợ cho nhau trong tất cả các mặt. Chuột hợp với rồng nhất và tạo thành một cặp trời sinh, trong khi rồng là tuổi hoành tráng nhất trong 12 con giáp. Luôn giữ được dáng vẻ uy nghi, nổi trội nhất thì chuột lại rất thông minh, biết cách nịnh rồng và nép vế bên rồng rất dũng mãnh và uy phong. Khi là một cặp uyên ương, Tý và Thìn có sức hút lẫn nhau rất lớn, cả hai đều có nguồn sinh lực dồi dào để cùng nhau khám phá cuộc sống. Còn khi là những người bạn hay đối tác làm ăn, họ cũng kết hợp rất khớp với nhau, chuột đủ khôn ngoan và sắc sảo để dành cho rồng vị trí của người tiên phong. Với cách này, rồng sẽ phát huy được hết khả năng, năng lực và sự tài ba của mình, họ sẽ cùng nhau xây dựng một vương quốc phát triển và thịnh vượng. 6. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tỵ. Chuột nhanh chán rắn vì chậm chạp và thiếu hoài bão, bởi trên thực tế chuột nhanh nhẹn và sắc sảo hơn, mặc dù vậy, hai tuổi này vẫn có thể là một đôi uyên ương khá hợp nhau. Ngược lại, tuổi rắn sẽ không hài lòng lắm với tuổi chuột quá khôn ngoan và theo suy nghĩ của rắn, chuột thường tự cho mình là suy nghĩ sâu sắc hơn người. Khi là đối tác kinh doanh, họ cũng rất hợp cả, họ chỉ có vấn đề khi rắn muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Rắn rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng chuột không phải là mẫu người này. Tuổi Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Nhâm Tý, còn tuổi Nhâm Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt vời và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. 7. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Ngọ. Điểm chung trong nét tính cách của người tuổi Nhâm Tý và tuổi Ngọ là đều rất thành thật, thẳng thắn và hào phóng. Tuy nhiều nét trong tính cách không giống nhau, nhưng khi đã đi sâu vào mối quan hệ, thì tuổi Nhâm Tý và tuổi Ngọ sẽ chấp nhận được các khuyết điểm của nhau và xây dựng được một mối quan hệ bền chặt. Chuột biết mình nhìn xa trông rộng, có thể hoạch định chiến lược bao quát, còn ngựa lại triển khai kế hoạch mà chuột định ra một cách rất hiệu quả. Tuy làm ăn hợp nhau, nhưng quan niệm tài chính của cả hai lại khác biệt. Chuột biết tích trữ tiền bạc của cải để làm giàu, con ngựa thì không mấy quan tâm đến vấn đề đó. Thêm vào đó, ngựa lại không có tầm bao quát, tuy nhiên, một khi đã có định hướng rõ ràng, họ triển khai rất hiệu quả. Họ hoàn toàn có thể kết hợp làm ăn lâu dài, miễn là người tuổi ngựa không đứng núi này trông núi nọ. 8. Người tuổi Nhâm Tý với tuổi Mùi. Tý và Mùi không phải là cặp đẹp đôi, nhưng nếu nỗ lực và cố gắng hiểu nhau, mối quan hệ của họ cũng sẽ tốt đẹp. Vấn đề giữa hai hành tinh này là nhu cầu và sở thích khác nhau, chuột có nhiều bạn bè và rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, còn dê lại có tâm hồn nghệ sĩ. Trong khi tuổi chuột thấy thích thú với những điệu nhảy hoặc các bữa tiệc, bạn bè, thì tuổi dê lại yêu những gì thuộc về nội tâm, tự thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý, chuột sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện, chuột thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi dê không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi chuột, nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương, nếu hai cái đầu cùng hợp lực, chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. 9. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Thân. Tý và Thân là một cặp, xứng đôi vừa lứa, cả hai đều hài hước, dí dỏm và là trung tâm của sự chú ý trong các bữa tiệc hoặc các hoạt động xã hội. Do vậy, họ thường có những khoảng thời gian thật thú vị bên nhau. Hai con giáp này đều có cái tôi cá nhân khá lớn, nhưng đây lại không phải là vấn đề lớn khi ở bên nhau. Đôi khi họ mâu thuẫn, cãi vã và cạnh tranh nhau, nhưng rồi họ lại hóa giải mọi thứ theo cách rất hài hước và dễ chịu. Khi là đối tác kinh doanh, cả hai con giáp này đều năng động, Tý và Thân cùng chung quyền lực, trong khi tuổi chuột có cái đầu sắc sảo trong làm ăn và kiếm tiền, thì tuổi khỉ cũng thích được nắm quyền lực trong tay. Điều thú vị là tuổi chuột đủ khôn ngoan và khéo léo, để cho tuổi khỉ cảm thấy cũng đang nắm quyền, nhìn chung mục tiêu của Tý và Thân đều giống nhau, vì vậy họ dễ dàng hòa nhập để cùng phát triển. 10. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Sửu. Tý và Dậu chỉ hợp khi họ hiểu được mục tiêu sống của nhau. Tuổi Nhâm Tý thông minh và sắc sảo, nhưng đôi khi không đánh giá hết được sự trung thành, thẳng thắn, đáng quý của tuổi gà. Trong khi đó, tuổi gà chuột cuộc sống theo lối truyền thống, thích sự ổn định, thỉnh thoảng không tán thành với một số quan điểm của tuổi chuột. Vì vậy,
Giữa hai tuổi này sẽ xảy ra khẩu chiến. Người cầm tinh con gà khá ưa sự hoàn mỹ, đôi khi họ cằn nhằn hoặc chỉnh tuổi Nhâm Tý vì mong muốn tuổi Nhâm Tý nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như tuổi gà nghĩ, vì chuột không hề sống phù phiếm, mà ngược lại rất thực tế, hào phóng và dí dỏm. Khi là đối tác làm ăn, khi hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý, họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi chuột rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh, người tuổi này rất biết tính toán, điều này làm cho tuổi gà tâm phục, khẩu phục, vì vậy họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. 11. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tuất. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng Tý và Tuất vẫn kết hợp khá ăn ý. Tý thích xung quanh có nhiều bạn bè thân, còn với Tuất, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có sự trung thành, đáng tin, khôn ngoan và có trách nhiệm, tuổi Tuất là người bạn tuyệt vời. Đôi khi sự nhiệt tình quá với bạn bè của người tuổi Tuất khiến Tý hơi khó chịu và đoán mò lung tung. Tuy nhiên, dần dần người cầm tinh con chuột thấy sự nhiệt tình và trung thành của tuổi Tuất đầy thú vị và đáng yêu, vậy là họ trở thành những người bạn khá tri kỷ. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh, tuổi Nhâm Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh, bên cạnh tuổi Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy, cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. 12. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Hợi. Tuổi Nhâm Tý thích là trung tâm của sự chú ý trước đám đông và đối xử với người mình yêu quý bằng sự nhiệt thành và độc đáo. Còn tuổi Hợi luôn đặt bạn bè và gia đình là yếu tố quan trọng, hàng đầu, nên Hợi trở thành thành viên rất tích cực trong đám đông. Trong kinh doanh, Tý và Hợi phải điều chỉnh thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ. Tý nhanh nhạy và thiên hướng kiếm tiền tốt, biết cách vận dụng người khác để làm giàu, họ yêu sự giàu có. Nhưng trong mắt của tuổi Nhâm Tý, Hợi lười hơn so với những gì Tý mong đợi, điều này khiến Tý thỉnh thoảng nặng lời. Mặt khác, tuổi Hợi khá kiên định lập trường, khi đã đưa ra quyết định khó lòng thay đổi, tính cách này có hai mặt đối với mối quan hệ của hai người. Phụ thuộc vào hành động mà tuổi Hợi làm, có trùng khớp với điều mà tuổi Nhâm Tý muốn hay không. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, hành thiện mà có thể tích đức là những việc làm tốt không có chủ đích, làm việc thiện mà trong đầu cứ chăm chăm ham muốn may mắn đến với mình là không đúng. Hãy nghĩ mình làm việc thiện để tiêu trừ tai họa, hành thiện đúng, đem lại phước đức cho mình là làm những việc tốt, không có ý định lợi dụng, không thèm muốn danh vọng và tài sản, không có ham hố mọi tư lợi và phần thừa. Phật dạy về ý nghĩa khi làm việc thiện nói rằng, hành thiện đúng nghĩa là hoàn toàn xuất phát từ trái tim của chính mình và mong muốn ban đầu. Sự chân thành và mong muốn thực sự, người làm việc thiện phải xem đó là một điều tự nhiên, không có ép buộc, áp lực hay vì mục đích tư lợi khác. Ví dụ như cứu người hấp hối, cứu người bị thương bằng cái tâm của mình là có thể tích đức, có những người cũng cứu người nhưng không thể tích đức, vì trong tâm họ còn vương vấn tư lợi, muốn người kia trả ơn cho mình, tất cả đều tùy thuộc vào động cơ của bạn. Đối với những việc làm tốt, chủ quan, một số có thể là nghiệp không tốt, cũng không xấu, và một số người thậm chí có thể tạo ra nghiệp xấu, cho đi nhưng cứ muốn nhận lại cho công bằng, muốn phô trương, khoe khoang cho cả thiên hạ biết là mình vừa làm việc thiện để làm đẹp cái mã bên ngoài của mình, thì không những không tích được phước đức mà còn rước thêm nghiệp vào thân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.